vì mình nói thật, rất là lâu rồi mình không dám đến rạp xem phim Việt Nam. Và bài hát cuối cùng của Phan Trọng Quỳnh, nó coi như là nó kết lại toàn bộ cái phim mà mình làm cho mình rất là rung động. Tất cả câu chuyện trong gia đình mình, gia đình gần xa, nó đều thể hiện rất là sâu sắc và có rất nhiều người trong đó, và mình thấy là cực kỳ giỏi để mà phát họa một cái những câu chuyện hay như vậy. Em là Dương Sao Đạm, em quê khác ở Quảng Ngãi. Dạ, trong phim đó, em dữ dằn thôi chứ không ngờ là em non nớt lắm. Nghĩa thôi, em rất là thích Tết. Thì Tết rất vui. Dạ, dạ anh là có ai có muốn gửi những lời chia sẻ về cảm xúc của mình với bộ phim này không ạ? À? Đây, dạ, đây. Ok, em mời chị nhé. Dạ. Dạ, em xin chào ekip đoàn làm phim, chào tất cả khán giả trong khán phòng. Em cũng thấy rất là xúc động khi coi bộ phim này. Anh Trấn Thành đã gửi gắm cái tình yêu thương của mình cho nhân vật Mai. Và em thấy là chị phụ nữ này là rất là kiên cường và chịu rất là nhiều cái điều mà không được may mắn đối với người phụ nữ. Với bộ phim này thì em vẫn thấy là cái đề thoại rất là chân thật và đánh vào tâm lý của em. Phim của anh thì đưa đến cho em rất nhiều câu cảm xúc, từ vui cho đến buồn, có nhiều rất vui lắm. Cái đoạn kết thì em có rưng rưng và rơi nước mắt. Thì em cũng đang rơi vào hoàn cảnh là liệu có nên chờ đợi trong vòng 2 năm tới với My Partner của mình hay không. Nhưng mà sau khi xem phim này thì em nghĩ em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi. Và bài hát cuối cùng của Phan Trọng Quỳnh, nó coi như nó kết lại toàn bộ cái phim mà mình làm cho mình rất là rung động. Nói chung mình để ý về nhiều hình ảnh đẹp, lời thoại rất hay và chân thật rất tay. Và nó tiếp theo là âm nhạc. Tại vì mình nói thật, rất là lâu rồi mình không dám đến rạp xem phim Việt Nam. Hôm nay từ đầu đến cuối tụi mình thuộc loại là khó tính. Nhưng mà mình nói thật, mình sẽ khuyên tất cả những người mà mình biết đi xem phim này, bởi vì màu phim rất là tây, lời thoại rất là không có cái chỗ nào lỗi da gà hết. Mình rất là sợ bị lỗi da gà khi xem phim Việt Nam, nói thật. Kể cả những cái cảnh hot nhưng mà nó đều hợp lý và đều có chừng mực. Và thật sự là có thể nói một câu là từ trước đến giờ khi Việt Nam cho đến giờ phút này, mình thẳng thắn đánh giá là một phim thương mại mà hay nhất và có chất lượng về nghệ thuật. Câu chuyện này là câu chuyện được phát triển từ ý tưởng của Thành sau rất nhiều phim. Thì cho mình hỏi là tất cả những trải nghiệm hoặc là câu chuyện này là cái Thành đều là những câu chuyện mình học được ngoài đời hay là sao, có thể chia sẻ không ạ? Mình thực sự là rất là xúc động. Rất là cảm ơn cái cảm xúc chân thành của bạn. Chân thành cũng xin nói luôn là Mai là những gì Thành đã quan sát, quý vị. Mình thấy là hình như con gái Á Đông nói chung và con gái ở Việt Nam thì đôi khi cũng còn có rất là nhiều những cái thiệt thòi về định kiến nè, về số phận. Cho nên là tất cả những gì mà Thành để trong phim là những gì Thành quan sát ở trong cuộc sống. Không phải là một người nào cụ thể đâu. Mai là một tập hợp những câu chuyện mà Thành đã chứng kiến từ rất nhiều người phụ nữ. Và Thành thấy điều đó.
cho nên thầy muốn đưa vào tác phẩm của mình. Bởi vì thầy biết là đâu đó mỗi người trong quý vị, những người phụ nữ ngồi đây, đâu đó không nhiều thì ít cũng có một chút xíu của Mai đã từng gặp những cái chuyện như vậy. Rồi, chụp hình nha.